Mình đến với tương tác thuốc. Thì các bạn biết là trong điều trị thì sự phối hợp thuốc là điều không thể tránh khỏi. Nếu nắm được những nguyên lý của phối hợp thuốc sẽ đạt được những yêu cầu như tăng hiệu quả điều trị, cải thiện dược động học hoặc là giải độc thuốc. Vì trong khi mà điều trị không hiếm có trường hợp nào người ta chỉ sử dụng đơn độc một thuốc lắm, mà người ta phải phối hợp thuốc để điều trị vừa triệu chứng vừa nguyên nhân gốc. Rồi tương tác thuốc là một phản ứng giữa một thuốc và một tác nhân thứ hai, giữa thuốc và thuốc hoặc là thuốc thực phẩm như là thức ăn nuôi dưỡng, tức là thực phẩm chức năng và chế phẩm bổ sung, hoặc là giữa thuốc và các yếu tố khác như là môi trường hoặc là nắng này. Tương tác thuốc là vấn đề thường gặp trên lâm sàng. Thì tương tác thuốc thuốc là gây ra 4,6% phản ứng có hại trong thời gian nằm viện. Trong khoa cấp cứu thì tỷ lệ gặp tương tác thuốc thuốc là 70,3%. Đó là theo nghiên cứu của Sen, dựa theo hai nghiên cứu này. Hậu quả của tương tác thuốc thì tương tác bất lợi gây ra phản ứng nghiêm trọng trên bệnh nhân, đe dọa tính mạng hoặc tử vong, như là tương tác giữa digoxin và thuốc lợi tiểu hại kali chẳng hạn, nhập viện kéo dài thời gian nằm viện. Vậy có phải tương tác thuốc nào có hại cũng cần can thiệp không? Thực ra thì chỉ cần lưu ý về những tương tác có ý nghĩa lâm sàng mà thôi. Còn những tương tác có hại không có ý nghĩa lâm sàng, không có ý nghĩa lắm, giống như clopidogrel và PPI, thì không cần thiết phải can thiệp. Mà vì đây là cái này là mình dựa theo nghiên cứu của người ta đánh nghiên cứu ra nhé. Tương tác thuốc có ý nghĩa lâm sàng là các tương tác thuốc dẫn đến thay đổi hiệu quả điều trị hoặc là độc tính của thuốc đến mức cần hiệu chỉnh liều hoặc có biện pháp can thiệp. Tương tác ít có ý nghĩa thì một số cái mình nêu đây này, ví dụ như clopidogrel và PPI, hoặc là clopidogrel hoặc với ranitidine, tức là thuốc kháng histamine H2. Thì clopidogrel cần chuyển hóa qua CP2C9 để thành dạng có hoạt tính. Thì thuốc PPI như omeprazole hoặc là esomeprazole á, ức chế enzyme này nên làm giảm chuyển hóa clopidogrel thành dạng có hoạt tính. Thì năm 2010 á, thì FDA có đưa ra khuyến cáo là không phối hợp chung hai cái này. Tuy nhiên thì cái khuyến cáo này của FDA á, được đánh giá là quá vội vã. Tại vì ngay từ thời điểm đó thì các nghiên cứu đã chỉ ra là cái tương tác này không có gây ảnh hưởng trên lâm sàng rồi. Tuy là nồng độ của clopidogrel trong máu á, là có giảm nhưng mà nó không ảnh hưởng đến lâm sàng nha. Thì các nghiên cứu từ đó đến nghiên cứu 2015 á, nghiên cứu meta-analysis, tức là nghiên cứu có độ bằng chứng tin cậy cao nhất, cho thấy sử dụng chung clopidogrel với PPI không làm giảm tác dụng lâm sàng của clopidogrel, nhưng PPI là giảm tác dụng phụ gây chảy máu của dạ dày của clopidogrel. Vì thế cần nên phối hợp hai cái này chung với nhau. Thì cái này mình lấy từ nghiên cứu meta-analysis được thực hiện năm 2015, thực hiện trên 150.000 bệnh nhân lận, rất đáng tin cậy. Hoặc giả dụ như tương tác giữa metronidazole và prednisolone thì với liều thấp và ngắn ngày thì không cần thiết phải hiệu chỉnh liều. Rồi mình đến với các tương tác thuốc. Thì tương tác thuốc còn có tương tác dược động học, là tương tác ảnh hưởng đến quá trình hấp thu, phân phối, chuyển hóa và đào thải trừ thuốc. Và thứ hai là tương tác dược lực học. Thì gồm có tương tác đối kháng và tương tác hiệp đồng. Tương tác dược lực học, mình đến với tương tác hấp thu, thì hầu hết thuốc trong đường uống được hấp thu qua niêm mạc dạ dày ruột nha, nên sự tương tác thuốc có thể làm thay đổi tốc độ hấp thu hay là thay đổi số lượng thuốc được hấp thu. Đối với các thuốc phải sử dụng nhiều liều trong thời gian dài á, đối với các thuốc phải sử dụng dài như tăng huyết áp á, thì cái tốc độ hấp thu á,
VH2 nó không không quan trọng, miễn là tổng lượng thuốc được hấp thu thay đổi không đáng kể. Tức là cái tương tác này, nó trong thời gian dài như là amlodipine chẳng hạn, thì tốc độ hấp thu không quan trọng, miễn là tổng lượng hấp thu không thay đổi không đáng kể. Còn đối với những thuốc mà chỉ sử dụng ít liều hoặc là chỉ dùng một liều duy nhất như thuốc ngủ, thuốc giảm đau, thì tốc độ giảm tốc độ hấp thu dẫn đến không đạt nồng độ có hiệu lực trong huyết tương. Ví dụ mình nói đến cái paracetamol nha. Thì giảm tốc độ hấp thu. Ví dụ như các bạn biết tại sao paracetamol được phối hợp với caffeine không? Trong để điều trị đau nửa đầu á, tại vì trong đau nửa đầu á thì nhu động ruột và sự hấp thu tiêu hóa bị gián đoạn, làm chậm lại. Cho nên mà caffeine á, nó lại làm tăng tốc độ hấp thu nó lên. Cho nên nó được phối hợp với paracetamol ở aspirin để làm tăng tốc độ hấp thu của paracetamol ở aspirin trong trường hợp là đau nửa đầu. Vì thế, giả dụ đau nửa đầu thì mình nên sử dụng cái các chế phẩm như thế. Hoặc là các bạn biết giống như là trong sốt xuất huyết, các y văn cho rằng là sốt xuất huyết nó ít đáp ứng đối với paracetamol. Tuy nhiên các bạn cần phải hiểu là cái người ta nghiên cứu á, các bạn biết là paracetamol có hai dạng là viên nhiều dạng á, nhưng mà trong đó có hai dạng thường dùng là viên nén hoặc là viên sủi, đúng không? Thì trong cái hạ sốt á, các bạn cần phải dùng viên sủi, tại vì nó được hấp thu nhiều hơn và tốc độ hấp thu nhanh hơn hẳn so với viên nén, cho nên nó sẽ đạt nồng độ trong máu đủ cao, cao nhanh hơn, và dĩ nhiên thì tác dụng hạ sốt nó tốt hơn. Trong hạ sốt và cả sốt xuất huyết cũng vậy, thì para viên sủi đều hạ sốt tốt hơn là viên nén hết. Rồi, tương tác, ví dụ như tương tác lipid trong thức ăn làm tăng hấp thu các vitamin tan trong dầu. Các vitamin tan trong dầu là ví dụ như vitamin A này, vitamin D, vitamin E, K nữa và vitamin K. Thì uống các vitamin tan trong dầu vào bữa ăn, ngay sau ăn sẽ làm tăng hấp thu các vitamin này. Hoặc là tương tác deforoxamin tạo phức chelate lát với sắt, thì nó sẽ làm tăng thải sắt. Các bạn biết dùng trong trường hợp nào? Đúng không? Theo các bạn nghĩ nó sẽ dùng trong trường hợp nào? Rồi, các thuốc tạo phức với ion kim loại như là tetracycline thì tạo phức với canxi này, sắt hoặc là kẽm chẳng hạn, nó sẽ tạo. Cho nên tetracycline không nên sử dụng cho trẻ dưới 8 tuổi. Vì thuốc nó sẽ bám vào canxi và trong răng và xương á, thì nó sẽ làm cho xỉn màu răng và chậm lớn ở trẻ em. Cái phức này nó bền vững lắm. Thời gian bán thải của các loại phức tetracycline với canxi á, nó có thời gian bán thải khoảng vài 3 tháng. Cho nên để thải trừ rất lâu. Hoặc là nhóm quinolone không nên sử dụng chung với các như là kẽm chẳng hạn. Cái này bạn hay gặp lắm nha, tương tác này hay gặp lắm nha. Trong bệnh viện sản nhi thì mình hay gặp là cái tương tác là bác sĩ cho bệnh nhi uống quinolone, uống ciprofloxacin á. Ciprofloxacin với kẽm trong tiêu chảy và lị, thì các bạn biết cái này tương tác rõ ràng mà, nhưng mà tại bác sĩ họ không có nắm vững về thuốc á, cho nên nhiều người là hay cho cái tương tác này. Mặc dù nếu mà mình cho tương tác này á thì tất nhiên là hai thứ này không có cái nào tác dụng được cả, tại vì nó tạo phức với nhau rồi. Hoặc là tạo phức với sắt như levodopa hoặc carbidopa. Cái thuốc này là thuốc trị Parkinson,
hoặc là tạo phức vitamin chẳng hạn trong trà. Tạo phức với cholestyramin thì cholestyramin được dùng để giải độc dioxin chẳng hạn, thì nó sẽ tạo phức và giảm hấp thu dioxin, được dùng để giải độc dioxin. Ngoài ra thì cholestyramin còn tạo phức với warfarin, tyrosine, tetracycline và sắt nữa. Tương tác do thay đổi pH ở ruột thì sự hấp thu ở qua màng ruột chủ yếu qua cắt khuất tán thụ động, nên đòi hỏi các thuốc phải tan trong lipid và không ion hóa. Vì nếu ion hóa, những thuốc mà ion hóa mạnh giống như là có tính chất cation giống như là amikacin chẳng hạn hoặc topramycin thì nó sẽ không hấp thu qua ruột. Sự thay đổi pH ở dạ dày ruột do các thuốc dùng kèm hay do thức ăn hoặc thuốc uống dùng chung có dùng để thuốc uống thuốc có thể thay đổi đến sự hấp thu khác. Ví dụ như tăng pH do axit hoặc kháng histamine H2 ảnh hưởng đến sự hòa tan của thuốc khác trong môi trường kiềm, như do ranitidine làm giảm hấp thu của ketoconazole hoặc là isoxazine. Thì cái tương tác này nó sẽ làm giảm hấp thu ketoconazole. Các thuốc giảm axit hiệp vị sẽ làm giảm hấp thu những thuốc là axit yếu như aspirin, ketoconazole. Đây. Tương tác do thay đổi nhu động dạ dày ruột. Hầu hết thuốc được hấp thu chủ yếu ở phần trên ruột non, vì thế propantheline gây chậm sự làm rộng dạ dày nên giảm hấp thu paracetamol, còn metoclopramide thì ngược lại sẽ làm tăng hấp thu của paracetamol. Thì propantheline và metoclopramide cũng có tác dụng đối nghịch đối với hydrochlorothiazide và các loại dioxin phóng thích chậm. Đây ví dụ metoclopramide và paracetamol. Đây là para. Vì thế nó sẽ làm tăng nồng độ của paracetamol. Hoặc đây là tương tác giữa metoclopramide và dioxin thì giảm hấp thu của dioxin phóng thích chậm. Tương tác thay đổi hấp thu do loạn vi sinh. Thì các bạn biết các loại kháng sinh có thể làm rối loạn khuẩn ruột mà. Và khi rối loạn khuẩn ruột, nó có thể gây là tiêu chảy hoặc là rối loạn nhu động ruột chẳng hạn. Thậm chí có nhiều khi là nếu mà nặng á, và nhiễm Clostridium difficile á, thì có thể bị viêm đại tràng giả mạc nữa. Thì nó sẽ làm thay đổi hấp thu thuốc và rối loạn nhu động ruột. Giống như ví dụ kháng sinh tiêu diệt Helicobacterium lentum, vi khuẩn chuyển hóa dioxin ở khoảng 10% người bình thường dẫn đến tăng nồng độ thuốc một cách gián tiếp và gây ngộ độc. Ví dụ như erythromycin, tetracycline cũng gây điều này. Tetracycline hoặc là các tương tác khác giống như là neomycin á. Các bạn biết neomycin có sử dụng trong một trường hợp là khi mà người ta bị hôn mê gan á, thì nồng độ NH3 trong nó sẽ tăng rất cao. Và người ta buộc phải quét sạch hệ khuẩn trí trong đường ruột bằng neomycin. Thì với việc quét sạch hệ khuẩn trí trong đường ruột bằng neomycin thì neomycin sẽ gây hội chứng giảm hấp thu, tương tự như bệnh Sprague không nhiệt đới, nên làm rối loạn hấp thu một số thuốc khác như dioxin hoặc là penicillin chẳng hạn. Thứ hai, tương tác trong phân bố. Tương tác đẩy thuốc ra khỏi huyết tương thì các bạn biết protein huyết tương là kho dự trữ thuốc. Thuốc đẩy nhau ra khỏi huyết tương dẫn đến tăng hoặc giảm nồng độ thuốc. Ví dụ, sulfonylurea cộng với aspirin. Thì aspirin sẽ đẩy thuốc ra khỏi protein huyết tương dẫn đến tăng nồng độ và gây hạ đường huyết. Để hạn chế điều này cần phải theo dõi chặt chẽ đường huyết của bệnh nhân, hiệu chỉnh liều nếu cần thiết. Hoặc là thuốc này đẩy thuốc kia ra khỏi mô làm tăng nồng độ thuốc kia trong đường huyết.
ví dụ là quinidine và digoxin, thì quinidine làm đẩy digoxin ra khỏi mô và làm tăng nồng độ của digoxin và có thể gây ngộ độc. Thứ ba là thay đổi thể dịch. Các bạn biết các loại mà thuốc như thiazid hoặc furosemide lợi tiểu á, thì nó làm tăng đào thải các ion ra khỏi nước tiểu đúng không? Như vậy thì sao? Các ion đó, amikacin có bản chất là một cation, một đa cation, thì nó sẽ bù vào thay thế trong dịch tai á, làm tăng nồng độ của chúng và dẫn đến tăng nồng độ thuốc gây tăng độc tai. Rồi mình đến với tương tác trong chuyển hóa. Thì các chất cảm ứng sẽ sinh cảm ứng ra enzyme mới sinh làm tăng chuyển hóa thuốc và đào thải ra mặn làm giảm nồng độ thuốc, giảm thuốc gần đến giảm tác dụng điều trị hoặc là mất hoàn toàn tác dụng điều trị luôn. Ví dụ một vài thuốc gây cảm ứng CP450 là barbiturat, carbamazepine, phenytoin, doxycycline, spironolactone, rifampicin. Phụ nữ dùng rifampicin để trị lao hoặc là phenobarbital, phenytoin để trị động kinh có thể bị vỡ kế hoạch do dùng thuốc. Vì rifampicin sẽ làm giảm nồng độ của thuốc tránh thai và khiến cho có thai. Còn đây là một số thuốc ức chế CP450 như erythromycin, clarithromycin, ciprofloxacin. Thì nó sẽ làm tăng nồng độ thuốc. Ngược lại cái kia. Nó sẽ làm tăng nồng độ thuốc. Rồi tương tác kiểu này là ví dụ clarithromycin hoặc erythromycin cộng với các thuốc statin á. Ví dụ clarithromycin cộng với simvastatin. Thì clarithromycin là một thuốc ức chế CP450 mà statin á lại là cần chuyển hóa, là thuốc chuyển hóa qua CP450. Vì vậy trong trường hợp này statin sẽ tăng nồng độ. Mà statin tăng nồng độ thì nó sẽ tăng nguy cơ xảy ra ADR, tức là tiêu cơ vân, mắc bệnh đau cơ. Tương tác do thay đổi trong quá trình chuyển hóa. Giống như như mình đã nói rồi ở trên. Đây là tương tác giữa phenobarbital và nifedipine. Thì nó là sẽ làm tăng chuyển hóa của nifedipine đi. Tức là giảm nồng độ huyết tương. Dẫn đến giảm hiệu quả điều trị. Đây, các bạn biết terfenadine là một thuốc từng được sử dụng để làm kháng histamine H2. Thì terfenadine sẽ được chuyển hóa qua CP450 để trở thành fesofenadine. Và fesofenadine nó sẽ có tác dụng là kháng histamine H2. Tuy nhiên đôi nếu nó gặp các thuốc ức chế CP3A4 á, nó sẽ không chuyển hóa được, dẫn đến nó tích tụ. Và khi terfenadine được tích tụ, nó sẽ là một thuốc chặn cân kali và gây rối loạn nhịp tim, gây kéo dài QT và gây xoắn đỉnh, có thể gây tử vong. Đây là xoắn đỉnh. Hoặc IMAO chuyển hóa ngăn cả chuyển hóa tyramine gây nên hiện tượng là tăng huyết áp, đỏ bừng, đánh trống ngực và có thể thậm chí có thể tử vong. Hội chứng serotonin. Thì các thuốc ức chế tròn lọc tái hấp thu serotonin á, cộng với các thuốc như là tramadol, dextromethorphan hoặc linezolid thì có thể xảy ra hội chứng serotonin. Triptan trên lý thuyết á, cũng có thể gây ra hội chứng serotonin mà.
Nhưng tuy nhiên, các nghiên cứu và các bằng chứng cho rằng không yêu cầu tránh sử dụng các triptan ở bệnh nhân sử dụng các thuốc SSRI. Thì trên lý thuyết là một đường, nhưng mà trên nghiên cứu và thực hành là một nẻo khác. Các bạn có thể chú ý đến tương tác này. Tương tác không, đây là gọi là tương tác không có ý nghĩa trên lâm sàng đấy. Clopidogrel cần chuyển hóa qua CYP2C9 thành dạng có hoạt tính. PPI ức chế enzyme này làm giảm hoạt tính, giảm chuyển hóa clopidogrel thành dạng có hoạt tính. Tuy nhiên, tương tác này có vẻ không ảnh hưởng đến tác dụng điều trị của thuốc và không có ý nghĩa trên lâm sàng. Tương tác do thay đổi lượng máu qua gan. Thuốc bị chuyển hóa lần đầu cao như imipramine, mediridine hoặc là morphine, propranolol hoặc verapamil làm giảm tốc độ loại trừ thuốc này. Thì tốc độ loại trừ các thuốc này phụ thuộc vào tốc độ vận chuyển máu tới gan. Ví dụ như morphine, các bạn biết đường tiêm nó sẽ tăng cao hơn nồng độ so với đường uống gấp 6 lần. Đây là tiêm. Hãy uống. Tại vì 5 phần của morphine khi bị chuyển hóa qua gan, 6 phần khi bị chuyển hóa qua gan thì chỉ có 1 phần thôi. Cho nên các bạn để đạt nồng độ morphine giống như tiêm, các bạn phải uống gấp 6 lần. Vì thế các thuốc làm giảm nồng độ lượng máu qua gan như simetidine làm tăng sinh khả dụng của morphine hoặc là propranolol. Tương tác qua thải trừ. Tương tác do thay đổi tổng ống mạch tiết qua thận, giống như methotrexate cộng aspirin, thì aspirin nó sẽ làm giảm đào thải của methotrexate, làm tăng độc tính của methotrexate. Hoặc là rất nổi tiếng penicillin và probenecid. Thì probenecid nó không chỉ tương tác với penicillin mà nó tác dụng cả với cả nhóm beta lactam luôn. Nghĩa là tác dụng với cả các cephalosporin hoặc là cepha1, cepha2, cepha3, nó tác dụng hết đó. Thì probenecid cũng làm chậm đào thải dapsone, rifampin, nifurantion, tetrodotoxin. Rồi tương tác do sự thay đổi pH trong nước tiểu. Kiềm hóa nước tiểu làm tăng đào thải những thuốc là axit yếu, ngược lại axit nước tiểu làm tăng đào thải những thuốc là kiềm yếu. Đây là ví dụ, các bạn có thể nhìn ở đường này. Khi các bạn axit nước đây là methamphetamine, thì các bạn biết để giải độc thì người ta cần phải kiềm hóa nước tiểu. Đó. Thì tốc độ kiềm hóa nước tiểu nó sẽ khi được toan hóa, đây toan hóa nhé. Để giải độc phải toan hóa nước tiểu, thì khi được toan hóa nước tiểu tốc độ sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Trong khi đây là tốc độ được thải hóa đào thải methamphetamine khi không có kiểm soát, còn đây là kiềm, nó thải rất chậm. Tương tác do thay đổi lưu lượng thận, cái này các bạn cần phải lưu ý đến PG. Prostaglandin là thuốc gây giãn mạch kiểm soát một phần lưu lượng thận, vì thế các thuốc ức chế PG nha, non-steroid sẽ giảm đào thải thuốc. Đây là một tương tác có ý nghĩa nha. Còn tương tác chung như non-steroid cộng với penicillin, cho các bạn biết penicillin cũng là một thuốc mà đào thải qua thận, đúng không? Nó đào thải 95% ở dạng chưa chuyển hóa ở thận, nó đào thải đến mạch qua thận. Nhưng mà tương tác giữa non-steroid với penicillin nó hoàn toàn có ý nghĩa, không có ý nghĩa gì hết. Cho nên các bạn có thể dùng thoải mái. Nhưng mà tương tác giữa non-steroid với thuốc chữa ly thi á, là cái này mới có ý nghĩa này. Hoặc là tương tác giữa non-steroid với dioxin, thì nó sẽ làm giảm đào thải dioxin.